Dưới bóng cây hạnh phúc tập 32, Đạt, Mạnh Hưng, Hồng, Việt Hoa bị chụp trộm. Đạt, Mạnh Hưng quyến luyến muốn níu giữ Hồng, Việt Hoa ở lại tỉnh. Anh hứa tìm cho cô một công việc xứng đáng. Có người theo dõi và chụp lại khoảnh khắc hai người nắm tay nhau. Son, Kim Oanh cương quyết khi nào gia đình chồng nhận ra giá trị của mình mới quay về. Nhai, Huyền Thạch khuyên thế thì lâu lắm. Bởi vì không phải ai cũng dễ dàng nhận ra lỗi của mình, có nhận ra cũng không dễ xin lỗi đâu. Son hiểu tính chồng, cô có cảm giác luôn phải chạy theo Đạt, Mạnh Hưng. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, tao toàn xin lỗi trước dù đúng hay sai, Son than thở. Nhai nhắc bản thân nên cứng rắn, nhưng Son không thể xa con trai quá lâu. Nhai thẳng thắn nói Son yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Đạt, Mạnh Hưng tìm cách giữ chân Hồng, Việt Hoa ở lại. Thư Thư một thời gian sẽ nhờ người quen xin việc cho Hồng. Em sẽ được làm công việc mình giỏi, sẽ có vị trí xứng đáng với tài năng của mình, Đạt nói. Hồng bất ngờ vì Đạt tốt với mình. Đạt giải thích anh coi Hồng là tài năng, xứng đáng được trân trọng. Hồng không ngại ngần cầm tay Đạt, cảm ơn anh vì giúp cô nhận ra giá trị của mình. Khoảnh khắc Hồng và Đạt cầm tay nhau đã bị một người theo dõi và chụp lại. Son tìm cách chọc tức chồng, đăng ảnh chụp cùng người yêu cũ lên mạng. Đạt tức tới yêu cầu Son xóa ngay nhưng cô không nghe. Sao tôi lại phải gỡ nhỉ? Chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi mà. Anh đi tiệc với cô Thu Hồng, còn chụp ảnh cùng nữa chứ, Son trách. Đạt nói đó là yêu cầu công việc, trách Son hành động thiếu suy nghĩ để mọi người dị nghị, bàn tán. Tôi bỏ đi mấy ngày, cả nhà không ai gọi lấy một cuộc điện thoại. Bây giờ gọi hóa ra các người sợ tôi ra ngoài làm mất mặt chứ gì, Son nói.